Hôm nay theo chân Vi xem cái quán bún cá Hưng Phú Lộc này có cái gì mà một ngày bán khoảng 1.000 tô nha mọi người, trong buổi sáng thôi đó. Mấy bà không có nghe lầm đâu nha, mấy ngày cao điểm như thứ bảy chủ nhật là bên đây bán khoảng 1.000 tô đó. Cái này tôi nói thiệt nha, bạn tôi nó không thích ăn bún cá mà nó ăn chỗ này một lần xong là ghiền luôn á. Đặc biệt là bên đây bún cá thì chỉ bán buổi sáng thôi nha, nên là mọi người muốn ăn thì phải thức sớm đó. Cái quán này chắc không cần tôi nói nhiều đâu, mấy bà coi thử cái lượng khách như thế này thì đã đủ chất lượng chưa vậy. Cái không gian thì ta nói nó rộng cực kỳ luôn mà thoáng mát lắm, bếp thì có mở cho mọi người nhìn đó nha. Mà ta nói tôi vô xin quay nha, thấy mấy cô chuẩn bị làm quá trời luôn mà còn muốn không kịp luôn á. Ăn bún cá ngon á thì không thể nào thiếu được mấy cái loại gao đồng này đâu nha. Nhìn cái mâm gao kìa thấy thèm gì đâu á. Yên tâm nữa là đũa muỗng người ta trụng nước sôi rất là vệ sinh luôn. Bên đây bún cá thì đa dạng lắm, có tô thường nè, tô đặc biệt nè, bún cá đồng nguyên con nè, hoặc là bún đầu cá cũng có luôn nha. Giờ đây ngồi edit đợi cho mấy bà coi mà nhìn cái đầu cá sao tôi thèm muốn chảy nước miếng luôn á. Sợi bún bên đây thì khá là to, ăn nó lạ nhưng mà nó bắt lắm luôn nha. Mà thích một cái là bên đây cá á, người ta lấy xương ra hết rồi nên là khi mọi người ăn nó rất là đã miệng luôn. Không phải tôi thức sớm hoài để quay cho mọi người coi đâu, lâu lâu mới thức sớm được bữa sẵn rồi đi ăn quay luôn nè. Tại hôm bữa có hứa rồi. Bên đây á buổi chiều thì người ta bán bún riêu ốc nha. Ê mà khoan, có ai thích ăn gũ cá lóc giống tôi không vậy? Trời đất ơi, ta nói nó béo dữ lắm luôn, chấm miếng mắm me cái nữa là hết sảy luôn. Mà bên quán nó có mắm me nè, muối ớt nè, với lại nước mắm, ai muốn chấm cái gì thì chấm nha, còn tôi thì thích ăn mắm me hả? Ghé đi ăn thử đi nha, ai không thích bún cá coi chừng nghiện giống nhỏ bạn tôi luôn đó. Bún cá Hưng Phú Lộc bán buổi sáng từ 6 giờ cho tới 12 giờ trưa thôi nha. Đường Lý Thái Tổ, Hưng Phú, Cái Găng, Cần Thơ. Ai không biết đường thì search Google Maps hoặc là chạy theo như trong video của tôi nha.